Thái Toàn thường đi xem phong thủy nhà, nhất là căn hộ, những tầng càng cao thay đổi khó và chậm hơn tầng thấp hơn. Thông thường tầng cao giá cao hơn, tâm lý cho rằng ít bụi ít ồn. Lại có người cho rằng tầng cao quá không tốt, than cứu hộ không tới. Ý nào cũng đúng, vì lựa chọn nào cũng có hơn thiệt. Các bạn nên biết, càng thấp nạp được khí đất, không nạp được khí trời. Phong thủy căn hộ ứng nghiệm không cao như nhà phố, vì nhà phố đón khí từ cửa chính, căn hộ ảnh hưởng của cả tòa nhà, rồi đến cửa ban công, cửa chính. Vì vậy tầng thấp tốt hơn tầng cao, về phong thủy chỉ là hơn một tí. Trước năm 2024 là vận 8, từ năm 2024 trở đi là vận 9. Trong vận 8, tầng 1, 2, 3 được xem là tốt. Trong vận 8, tầng 1, 2, 3 được xem là tốt. Tương tự, tầng 10, tầng 11, 12, 19, 20, 21. Các tầng này tương ứng với các sao 8, 9, 1, bát bạch, cửu tử, nhất bạch. Qua vận 9, các tầng tốt sẽ là 1, 2, 5, 10, 11, 14. Các bạn có thể nhìn vào độ hình. Về số của tầng lầu, ta lấy số cuối để luận tính. Ví dụ 1, 6 thuộc hướng Bắc, ngũ hành là thủy, hoặc là 11, 16. Ví dụ mệnh của bạn sinh mùa hè thiếu thủy, tầng phù hợp tầng 1 hoặc tầng 6. Về số nhà cũng theo phương pháp ngạ mệnh tính cho gia chủ. Gia chủ sinh mùa xuân thiếu kim, mùa hè thiếu thủy, mùa thu thiếu mộc, mùa đông thiếu hỏa. Ta lấy 12 đốt ngón tay tượng trưng cho 12 con giáp rồi lặp lại. Ví dụ 13 sẽ trở về 1. Ví dụ nhà số 4 tương ứng với Mão, Mão thuộc mộc. Nhà số 32, 32 trừ 24 còn 8, 8 tương ứng với Mùi thuộc thổ hỏa. Các bạn có thể xem thêm bài luận về cách cục chọn nhà căn hộ để có thêm kiến thức. Muốn có phong thủy tốt, trước tiên phải quan sát ngôi trường lớn, tức là xem thành phố, khu vực, quận huyện nơi bạn dự định ở. Bất cứ một ngôi nhà lớn dù bé cỡ nào sẽ bị ảnh hưởng bởi của vùng miền, của thành phố hay cả khu vực đó. Bạn nói nhà bạn đẹp, nhà bạn tốt, nhưng khu vực bạn sinh sống không an ninh hay ngập lụt thì khả năng nhà bạn không thể nào hoàn toàn tốt được. Mỗi ngôi nhà, mỗi gian phòng trong nhà chỉ thuộc một vũ trụ nhỏ trong một không gian lớn. Nạp được khí của một căn phòng nhỏ, sức nạp tài của nó rất là ít. Muốn tìm được một ngôi nhà tốt, chú ý đến khu vực, dân trí, tiện ích chung, rồi mới chú ý đến công viên, bệnh viện, khu trung tâm thương mại. Có một nguyên lý đa số đồng tình, nơi nào có nhiều người giàu sống là nơi đáng sống. Khải Toàn mỗi khi lựa chọn giúp gia chủ một ngôi nhà tốt, đầu tiên là yếu tố khu vực, thứ hai là cách cục ngôi nhà nên vuông vắn, quang cảnh bên ngoài nên ưa nhìn. Một anh gia chủ ở quận 7 trong khu biệt thự Nam Viên Phú Mỹ Hưng là một ví dụ hoàn chỉnh, khu vực an ninh và dân trí cao, nhà 7x20m vuông vắn, quang cảnh bên ngoài đẹp không phải bàn, vì nhà liên kề rất đẹp, đường lớn hai làn ô tô. Đây là một ví dụ chuẩn mực về khu vực, cách cục và quang cảnh bên ngoài. Tìm thấy một ngôi nhà rồi sớm an cư lập nghiệp, có thể nhận thấy muốn có được một ngôi nhà theo phong thủy tốt hoàn toàn không hề đơn giản. Nếu đủ duyên do thầy phong thủy phụ trách xem từ đầu đến cuối, thu nạp được sự trợ vận của ngôi nhà, điều này vô cùng quan trọng. Bản thân Khải Toàn thường từ chối 8 trên 10 trường hợp để cùng gia chủ đi xem ngôi nhà lựa chọn để mua. Vì theo góc nhìn của Khải Toàn, rất khó chọn được một mảnh đất hay một ngôi nhà hoàn mỹ. Có một lý do khác, ngôi nhà cũng là một cơ duyên trong cuộc đời của mỗi người. Vì nhà
chọn người hơn là người chọn nhà.